chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh đập thùng Ducati Hyper Mustang 9/10/2009 đầu tiên Việt Nam với mức giá bán 460 triệu đồng. Đi qua lô hàng Hyper Mustang 9/10/2009 đầu tiên vừa về đến đại lý Ducati Việt Nam ở Sài Gòn. Tới hãng Hyper Mustang 9/10/2009 hoàn toàn mới được ra mắt đầu tiên vào cuối năm là 2018, là phiên bản nâng cấp từ thời người tiền nhiệm Hyper Mustang 939, được phát triển hoàn thiện từ mặt ngoại hình, khung sườn, đặc biệt là có động cơ mạnh nhằm đem đến những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng cái dòng xe này. Cái mẫu xe mới Ducati sở hữu thiết kế tổng thể có cái phần thể thao hơn, cái phấn khích và thân thiện hơn so với thế hệ người tiền nhiệm. Cái dòng xe Hyper Mustang của nhà Ducati luôn mang đến nhiều cảm xúc là khó cưỡng cho người lái và được mệnh danh là ông hoàng đường phố ngay từ những ngày đầu có mặt ở Việt Nam. Ducati Hyper Mustang 9/10/2009 được nâng cấp về mặt ngoại hình với kiểu dáng lấy cảm hứng từ cái cuộc đua Super Mustang trên cái thế giới và được xem là phiên bản lột xác hoàn hảo nhất từ trước này. Cái dòng xe là Hyper Mustang trước đó. Phần đầu xe được trang bị cho mình cái đèn chạy ban ngày LED ứng dụng công nghệ DLS. Đây là cái điểm nhấn chung của thiết kế hoàn toàn mới nhất của cái mẫu Ducati hiện nay. Cái chắn bùng cái dạng là mẫu bịch phía trước phần đầu được thiết kế lại với những đường nét góc cạnh sắc nét tạo cái nhìn là hung dữ hơn, song vẫn giữ lại cái phong cách thiết kế mẫu bịch đặc trưng. Hyper Mustang 9/10 được trang bị cho mình ki đông nhôm bắt mắt với cái hình dầu phanh và cái bình dầu con rời. Cái con dầu này được thay thế cái mẫu con rời trong cái phiên bản trước đây. Thiết kế đồng hồ hiển thị là TFT được lấy cảm hứng từ Panigale 14. Tư thế ngồi cũng được cải tiến nhằm tối hóa, nhằm cái tối đa hóa cái khả năng điều khiển và tăng thêm cái sự thoải mái vận hành. Cụ thể hơn, Hyper Mustang 9/10/2009 được trang bị ghi đông rộng hơn, cái khe hở đùi hẹp hơn và thiết kế yên xe hoàn toàn mới. Qua đó giúp thoải mái hơn khi lái xe và giúp cho người lái chống chân dễ dàng hơn nhờ vào cải thiện cái khoảng hở giữa hai cái đùi và được giảm 53mm so với trước đó. Cái điểm thiết kế mới của Hyper Mustang 9/10 xoay quanh cái cặp ống xả dưới yên và các kỹ sư thiết kế người Ý đã rất biết cách tối giản trong thiết kế này, giúp những chi tiết như cái đèn chiếu sáng, khung sườn, lườn mắt cáo luôn toát lên vẻ đẹp bắt mắt. Ngoài ra, cái ngoại hình gọn hơn của Hyper Mustang 9/10/2009 đạt cái trọng lượng cũng nhẹ hơn 4kg. Riêng cái khối động cơ đã được cải tiến nhẹ hơn 1,5kg so với trước đó. Để đạt được cái sự cải tiến này chính là nhờ cái phần động, nhờ bật cái bộ khung sườn mặt cáo, vành, đĩa phanh, vì nhôm, cái phục trước Marocchi, thân nhôm và từng chi tiết được tối ưu rất là tỉ mỉ. Còn về trái tim của Hyper Mustang 9/10 là có động cơ của Airstream Testa Chetta 11 độ với một cái dung tích là 937cc, tương tự cái người tiền nhiệm. Tuy nhiên, Ducati đã tiến hành tinh chỉnh cái khối động cơ này, đưa cái tỷ số nén tăng từ 12.6:1 lên thành 13.3:1, kết hợp cùng với hệ thống ống xả mới và họng ga có cái đường kính là 53mm, giúp cái công suất ra tăng lên 114 lực tại vòng tua là 9.000 vòng trên phút, tăng đáng kể so với 108 lực của Hyper Mustang 939 tiền nhiệm. Cái mô men xoắn cực đại đạt ở mức là 96cm, đặc biệt đạt được 8% cái công suất tại vòng tua là 3.000 vòng trên phút. Đây được xem là cái động cơ hoàn hảo cho cái đường đua, cái đường ngoại ô và cả di chuyển hàng ngày ở trong phố. Hiệu năng vượt trội của Hyper Mustang 9/10/2009 được kiểm soát bởi hệ thống điện tử tiên tiến nhất với một cái bộ đo lường máy tính 6 chiều của Bosch EMU và khả năng kiểm soát cái vòng xoay bánh và cái độ lệch, độ nghiêng ngay tức. Hệ thống điều khiển của Hyper Mustang 9/10 bao gồm ABS trong cua Bosch với tính năng phanh trượt bánh với tiền chỉnh 1, hệ thống kiểm soát cái độ bấm đường Ducati EVO, hệ thống chống bốc đầu Ducati EVO, sang nhanh lên và xuống số Ducati EVO,
được trang bị trên bảng là 950 SP. Khách hàng có thể trang bị thêm theo yêu cầu đối với cái bảng là 950 cơ bản. Cái mẫu xe Hyper Polestar 950 2009 có thể trang bị thêm hệ thống giải trí Ducati DMS. Tính năng này giúp người lái có thể kết nối chiếc xe với cái điện thoại thông minh của mình và thực hiện một số động tác cơ bản trên cái màn hình hiển thị của xe, như là gọi điện thoại, nhắn tin, nghe nhạc vân, thông qua một số cuộc kiện và hiển thị các thông tin liên quan đến cái màn hình của xe. Hyper Polestar 9/10 2009 được phân phối Việt Nam thông qua hệ thống đại lý chính hãng của Ducati ở trên toàn quốc và bắt đầu được bàn giao xe cho những khách hàng đặt sớm ngay trong các tháng 6 này. Ducati Hyper Polestar 9/10 2009 được nhập khẩu từ Thái Lan về và có mức giá bán là 460 triệu đồng, mức giá trên bao gồm thuế VAT. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của Ducati Hyper Polestar 9/10 2009. Đã có động cơ là 937C Ducati Jetta 1 độ, ống xả kép nằm ở dưới yên, cái khung thép ống bắt cáo đặc trưng, khung phụ thép ống bắt cáo, cái giảm sóc trước của Maserati với cái đường kính là 45mm với thân ống bằng nhôm, cái giảm sóc sau của sắt, vành nhôm đúc với ba chấu chữ Y, cái lớp của Pirelli Yellow Cross 3, màn hình hiển thị đa sắc với giao diện thân thiện, công nghệ hoàn toàn mới với cái trục đo 6 chiều của EMU bao gồm phanh ABS của Bosch, với cái tính năng Slide Control Ducati DBO, cái kiểm soát 8 đường hệ thống mới, kiểm soát bốc đầu hệ mới, những cái chế độ lái thể thao đường trường trong phố, cái đèn pha dạng LED, chiếu sáng ban ngày DL, cái xe trước sau dạng LED với tính năng tự tắt sau khi ra cua, hệ thống chờ sẵn Ducati Quickshift 2 chiều, tay tài DMS Ducati Moonstar System, dung tích bình xăng lớn 14.5 lít, cái chiều cao yên là 850mm, góc nghiêng tối đa là 44 độ, cái trọng lượng là 200kg. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.